Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ với cả nhà mình đi chợ. Rồi thì cũng đi chợ thì giống như mỗi tuần vậy thôi. Nhưng mà hôm nay thì mình có mua hơi đồ hơi khác một xí. Giống như cái thùng này là thùng cái hồng nè. Mình thì nhà có 3 bàn thờ. Thì mỗi một lần mình cúng á, mỗi tuần thì mình sẽ mua một thùng như vậy là mới đủ. Rồi, nhưng mà đây. Wow. Giờ thấy ngon hết hả? Ừ. Dạ. Yeah. Cái này thì của Hàn Quốc. Người ta bên Korea. Dạ. Yeah. Cái này là 15 đô thì 300 mà. 300. 15 đô thì tầm 300 mấy chục ngàn đó. 300 mấy vậy đó. Rồi yeah. Đây là ớt bột. Ớt bột Hàn Quốc luôn. Đó, ớt bột thì màu đẹp lắm mà cái này là cay, thì nó cay nè. Cái này thì mình mua gói này 5 đô. 100 ngàn ha, 100 ngàn Việt Nam. Cái này muối, muối của Hàn Quốc. Nhưng mà muối mà nó để là seasoned salt luôn, là giống như hạt niêm đồ luôn trong này nè, có niêm bột ngọt đồ luôn vậy đó. Đó là mình niêm. Mình cũng mới mua qua ăn thử thành ra mình chia sẻ. Dạ. Yeah. Cả nhà mình thấy đó, mình cũng mua một cái chảo nó dễ sợ không cả nhà. Chảo siêu to đó, để về làm mình nhiều khi mình xào cái gì ha, mình làm cái gì bự bự đó. Nhiều quá cả nhà thì mình làm cái này cho nó đừng có văng ra, đừng có đổ ra. Đó, thấy quá tuyệt bự luôn. Rồi. Cái này thì cũng 400 ngàn nè, 400 ngàn từ Việt Nam á. Cái này mình bằng máy đặt. Mình định mua cái bự như vậy nè, nhưng mà cái lò mình để một cái đó chắc hết. Rồi, mình thích ăn cải bẹ xanh. Đó, mình mua cải bẹ xanh. Giá, rồi này là nấm. Nấm này mình sẽ, từ từ mình sẽ làm view cho cả nhà. Mình coi cho mình làm món gì với cái nấm. Đây có tôm, ghẹ, ghẹ này mình mua, ta làm sẵn, nằm ở trong cái đốc đá vậy sẵn nè. Nè, gừng, mua gừng nè. Nè, gừng heo. Gừng này của organic luôn anh. Rồi này đũa, hồi xưa bịch đũa như vậy á, là chỉ có một đồng mấy à. 2 đồng thôi, bây giờ là 3 đồng. 3 đồng nhưng mà cái ông bán đó, ông nói là sẽ lên nữa. Cái này là đồ trong kia mới vừa đưa ra là người ta nói thêm lên 1 đồng. Nhưng mà khi mà hàng nhập qua sẽ lên lại nữa. Nhà mà mình nói thôi vậy tôi lấy 1 chục bó, ông nói không, 2 bó. Tại mình biết là cái này mình sử dụng rất là nhiều ngoài tiệm. Rồi mình ăn ngoài sân đâu đó cả nhà thì mình sẽ dùng đũa đó nhiều. Dạ, yeah. Mình mua thêm một hũ barbecue sốt nè. Để mình có ướp gà, ướp heo, bò gì mình nướng. Đó. Còn mấy cái này thì mình mua người ta làm sẵn rồi. Này là cá sống rồi cả nhà. Yeah. Trứng cá. Còn cái này là đậu phộng. Mình thích ăn đồ của Hàn Quốc, mấy cái mà pickle, mấy cái làm mặn mặn này đó. Mình ăn cơm mà vậy thấy nó cũng ngon lắm. Đó, này mình phải bỏ vô tủ lạnh. Rồi mình mua đuôi bò. Thì để bữa nào rồi mình mua đủ xong đồ cái mình mới làm một cái nồi lẩu được. Bữa hổm đi thì mua được chút, bữa nay mua được cái chút này. Bữa nay là thịt bò mình mua chợ này không có limit, thành ra mình mua được hai dĩ rib bài. Đó. Mà cái loại thịt này nè, hôm đó mình làm salad đó cả nhà. Mình làm thái salad á, bếp này, loại này làm rất là ngon. Còn cái này, thịt này á, thì người ta slice sẵn rồi, người ta cắt mỏng sẵn rồi. Giờ mình chỉ mua về mình làm cái gì thì mình làm thôi. Yeah. Rất là nhìn tươi ngon ghê anh ha. Đó, mình phải bỏ vô tủ đá, chưa có ăn. Nhưng mà bên chợ nào người ta sẽ limit thì mình phải mua limit.
Còn chợ nào không thì ví dụ ta cho mình mua một dĩ thì mình mua một dĩ, mà chợ này thì người ta không có nói gì hết, thành ra mình lấy được 4 dĩ về để mình để dành, tại vì mình làm video mình chia sẻ mà, thành ra mình phải có đồ ăn. Mình không có đồ ăn mình không có cách nào làm được hết nhé. Oh, đây là cái nón bữa nay mình cũng mới mua luôn, mua trong xã. Ê, nãy giờ đội đầu luôn không. Rồi bây giờ mình chia sẻ với cả nhà, đồ này để qua bên. Đây là mình mua cái mền đất ha, cái tấm đất này á cũng của chợ Hàn Quốc luôn. Mình thấy người ta ốp mấy chục phần trăm nè, à, cái mình mua mà ngó mỏng như vậy nhưng mà mình rất là thích cả nhà. Mình rất là thích cái này, nó rất là ấm mà nó nhẹ nhàng lắm, nó không có sột sạt nên nó mịn đó. Cái màu này cũng dễ chịu. À, thu hoạch của mình đấy đó. Này là mình lấy king size. Yeah, cái tấm này giờ thì mình còn trả là nếu tiền thuế đều vô luôn nữa thì mình trả 1 triệu. Dạ, yeah, từ 1 triệu. Cái đó là được ốp rồi đó bà xã. Dạ, yeah, được ốp rồi đó, được tới mấy chục phần trăm ốp rồi đó. Đó. Cái màu thì nhìn nó không có tươi dữ lắm nhưng mà này dòm nó đẹp, vậy nó cũng sáng rồi. Đó. Đó. Thu hoạch. Đi chợ mua đồ ăn nhưng mà kế bên thì người ta có bán thêm những cái đồ gia dụng trong nhà, vật dụng trong nhà đâu đó. Đó, cái là mình thôi sẵn cái mình thích cái gì thì thôi mình ghé qua mình mua luôn. Nó size bự nè, size king size mà nó nhỏ xíu à. Đấy. Đây dớ. Trời ơi, giống như cái này mình chia sẻ nha. Mình mua dớ, mình bữa mình có mua thử. Mình mang thấy nó ấm mà lại nó nhẹ nhàng nữa. Thành ra cái bữa nay là mình thấy cũng giảm được 50 xu hả? Hình như giảm được 50 xu cho một đôi. Một đôi thì nó bớt cho mình được 50 sen. Đó, nên đó, nếu mà mình mua 10 đôi là thấy mình cũng xếp được 5 đồng rồi. Đó, ra mình mua. Tại vì mấy cái đồ dớ này kia nọ là mình mang, lúc nào mình cũng mang hết. Mùa đông, mùa hè mà mình khi mình đi đâu mình cũng phải mang. Đó, mình mua được chục đôi dớ nữa. Nói chung đây cũng gặt hái cũng tạm ổn thôi mà xã. Dạ, gặt hái tạm ổn. Nhưng mà tại mình mua thì có cái thì mình cũng không có sử dụng liền. Dạ, mình mua có cái thì mình cũng hay coi theo dõi tin tức á, thì người ta nói là thịt thà này kia nọ nó sẽ lên giá dữ lắm, cá mắm bất cứ. Thì bây giờ mà chị em nào ha, là mình có cô chú nào có đi được chợ đó thì cứ mua cái gì cảm thấy mà mua được mà để bỏ dành vô tủ lạnh mình rồi ăn từ từ được á thì mình cứ mua, mình cất để dành đi. Nói vậy chứ kéo dài 1 tháng đỡ 1 tháng, 2 tháng đỡ 2 tháng. Chứ giờ cái gì cũng lên giá, thật sự mà nói cái gì cũng lên giá. Mình đi chợ không lẽ cứ mỗi một lần mình nói ồ cái gì cũng lên giá thì mình cũng hơi ngại. Nhưng mà mình chia sẻ thì mình phải chia sẻ, mình phải nói. Nói luôn đó. Nhưng thường thường mà mình mua mấy cái đồ này rồi đó là mình cũng hay dòm giá, thành ra mình mới biết là cái giá nó lên bao nhiêu. Nó lên một lần nó lên như vậy có thể là tới mấy đồng, tới 4 đồng luôn á, lên một cái thẳng thừng luôn vậy đó. Nên mình cũng mua thì mình ăn, mà phải có ăn rồi mình mới có sức khỏe, rồi mình sức khỏe mình mới có đi làm tiền được, đúng không? Rồi mình lâu lâu thì mình cũng muốn nấu súp hay gì đó thì mình mới mua đuôi bò. Cái đuôi bò này mà nấu với cái ngó sen á, cái củ sen chứ, cái đuôi bò này mà nấu với củ sen á, cô chú nào mà ngủ ha, không ít ngủ rồi đó, nấu với cái củ sen đó, đó là ăn ngủ cũng ngon. Dĩ đó là 18 đồng đó. Dạ, yeah, dĩ này 18 đồng.
em định là 420.000 đồng tiền Việt Nam. Em định mua cái nguyên cái bự vậy nè, nhưng mà nguyên cái bự đó là dìa mình phải chia ra, dìa mình phải chia ra từng chút một chút, tại vì cái dưới đó nó đông đá rồi, còn cái này thì chưa đông đá, anh thấy không? Thì về mình để lại, có thể mời mình nấu hay gì thì mình để tủ mát bên đây cũng được. Còn chưa có ấy thì mình không có. Còn cái này là trứng cá này là làm sẵn rồi đấy. Dạ, trứng cá này người ta cũng muối rồi. Chợ Hàn Quốc thì người ta hay ăn đồ muối, đồ cá, trứng cá, đồ này kia, muối rồi. Mà nói chung mà vô chợ Hàn Quốc thì họ làm đồ ăn, họ để sẵn nhìn thấy bắt mắt rồi. Dạ, nhìn nó ăn nó thấy nó bắt mắt hết chứ. Good. Bởi vậy mình mới mua. Không, mà nhiều nhiều cái chợ người ta marketing á, người ta làm á, là thí dụ như tháng này anh đi á, là nằm hướng này, nhưng mà tháng sau là người nằm ta sửa hướng khác nha. Thành ra nhiều khi cái mình dòm dòm mình đi thấy hơi lạ lạ thì mình đi sạc chỗ này, mình thấy ô cái này cần mua, quẹo bên kia cái kia cần mua. Người ta dụ tiền mình hay lắm đó chứ bộ. Hay lắm, cái nghề thuật sắp xếp đó phải thay đổi liên tục, hay lắm à. Nhưng mà nếu mà tiệm tùng làm nail thì mình đâu có quay như vậy được. Bàn ghế thì phải đâu, phải để chỗ chịu. Phải chịu thôi. Cái nào quay được mới quay, như ở nhà là mình quay miết thôi à. Bữa nay cái bàn này mình không thích ha, là mình xây à. Cứ xây hoài vậy đó, cả nhà thấy có khi mình chạy ra gara dưới, khi ở đây mình có chỗ là mình cứ chạy qua chạy lại cho nó đổi đổi một chút xíu. Thôi cái video mình chia sẻ với cả nhà mình tới đây thôi, mình cũng xin tạm ngừng. Xin hẹn gặp lại cái video ngày mai. Chúc cả nhà mình một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, luôn luôn giữ sức khỏe, gìn giữ sức khỏe cho mình nha cả nhà. Bye bye. Xin chào tạm biệt cả nhà.